vị, nhu cầu ở thực đang vươn lên dẫn dắt thị trường bất động sản, trong đó chủ yếu là hướng tới người trẻ, những người có nhu cầu mua nhà lần đầu. Tuy nhiên, việc sở hữu nhà đối với người trẻ trong giai đoạn này có thể nói là một vấn đề khá là khó khăn khi mà giá nhà đang ngày càng leo thang. Và chúng ta có bao giờ nghĩ rằng là chỉ với mức thu nhập khoảng từ 23 cho tới 25 triệu đồng mỗi tháng, chúng ta có thể sở hữu một căn nhà phố ở trên không? Nơi mà có tầng cao được nâng lên tối đa, có thể ngắm trọn thành phố với tầm nhìn rộng mở và thưởng thức một ly vang đầy lịch lãm trong một không gian sang trọng và đậm chất nghệ thuật. Không ước mơ nào không thể thực hiện. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Ngọc Phượng chạm đến giấc mơ với căn hộ duplex của Phú Đông Sky One. Phượng đang có mặt tại căn hộ duplex của dự án Phú Đông Sky One, hay còn có một cái tên gọi khác đó là nhà phố trên không. Với căn hộ này diện tích là 42m², được bố trí là một phòng khách, một phòng ngủ, phòng ăn và ban công. Và nếu như các bạn là những người độc thân nè, các bạn có gu thẩm mỹ và yêu thích sự sang trọng cũng như là có một cái sự phóng khoáng nhất định thì chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Vậy thì hãy cùng với Ngọc Phượng khám phá xem là căn duplex này có điều gì để có thể hấp dẫn chúng ta nha. Chưa cần bước vào bên trong đâu mọi người ơi, ngay từ cái cánh cửa để mà chúng ta bước vào thôi là mình đã thấy được một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu từ phía chủ đầu tư rồi. Đó chính là cửa thép vân gỗ 3 lớp chống cháy này đây, đi kèm theo đó là hệ thống khóa từ nữa, rất là hiện đại, vừa đẹp vừa hiện đại nữa, đúng không nào? Và với cái hệ thống khóa này đó thì có tới 4 chức năng. Mình có thể mở cửa bằng vân tay nè, bằng thẻ từ nè, bằng mã số nè, và khóa cơ nữa, rất là tiện lợi và an toàn, đúng không nào? Rồi, bây giờ hãy cùng bước vào bên trong. Wow! Với căn hộ duplex này thì mọi người có thấy điểm khác biệt không ạ? Đó chính là sự thông thoáng này đây ạ. Khi mà được thiết kế thông tầng như thế này thì mang đến một cái không gian vô cùng thoáng và rộng rãi cho chúng ta. Và ở đây thì chủ đầu tư cũng đã đặt ngay một chiếc đèn chùm để mang đến là một cái sự sang trọng nè. Và bên cạnh đó là cái ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm sẽ làm cho cái không gian của chúng ta được cảm giác là rộng hơn nhưng lại vô cùng ấm cúng mọi người nha. Rồi, bây giờ hãy cùng với Ngọc Phượng là chúng ta sẽ đến với khu vực bếp. Một chiếc bếp nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt để ở khu vực này. Và điều đặc biệt với những gian bếp mà chủ đầu tư Phú Đông Group đặt vào những cái thiết kế căn hộ của mình đó thì luôn là hệ thống tủ full trần nha mọi người nha. Với hệ thống tủ này thì Ngọc Phượng thấy rằng cái ưu điểm vượt trội của nó đó chính là tăng cái công năng sử dụng của những chiếc tủ bếp này lên. Đó, chúng ta có được nhiều diện tích để chứa đồ, đặt đồ để ở trong này, nhưng mà vẫn đảm bảo là không có bị mất vệ sinh. Bởi vì khi mà hở trần thì chắc chắn là chúng ta sẽ là đặt để rất là nhiều đồ ở trên đó, vừa mất vệ sinh lại vừa mất thẩm mỹ nữa. Rồi, với một chiếc bếp này thì khi mà chúng ta được bàn giao cũng sẽ có sẵn hệ thống bếp điện ở đây cho chúng ta, để chúng ta có thể là dọn vào và ở ngay luôn thôi. Đó, bếp điện vừa sang trọng lại vừa hiện đại nữa mà còn tiết kiệm nữa nha. Và dĩ nhiên với một cái không gian bếp mở như thế này thì không thể nào thiếu một chiếc máy hút mùi rồi. Và chủ đầu tư cũng trang bị sẵn cho mình luôn, để đảm bảo là mình nấu ăn xong thì cái không khí ở trong nhà cũng sẽ được trả lại vừa sạch sẽ vừa thoáng nữa, đúng không ạ? Và quay sang đây, đó, đây là khu vực bồn rửa nhỏ nhỏ xinh xinh này đây. Thì thiết kế chuẩn châu Âu luôn nha mọi người nha. Đó, thiết kế bồn rửa chuẩn châu Âu luôn. Chất liệu sáng, bóng, đẹp, đảm bảo cho chúng ta là sử dụng vừa đẹp vừa bền nữa. Hệ thống tủ bếp ở bên dưới thì cũng không thể nào thiếu rồi. Đó, đầy đủ cho mình luôn ha. Rồi, bước sang bên này sẽ là khu vực bàn ăn. Mình có thể bố trí bàn ăn ở đây. Và đây là khu vực phòng khách ha mọi người ha. Cái không gian này cực kỳ thoáng, cực kỳ dễ chịu mọi người ơi. Và bước ra đây sẽ là khu vực ban công của chúng ta. Mọi người có cảm nhận được độ rộng thoáng của khu vực ban công này không ạ? Nó đón một cái luồng gió tươi mới vào trong căn hộ của chúng ta. Đúng như là cái cảm giác của cái tên gọi vậy đó, nhà phố ở trên không. Và với chiếc ban công này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà chiều cao được thiết kế lên tới 1m4 nha mọi người nha. Thì cho dù là nhà của chúng ta có trẻ con đi chăng nữa thì vẫn đảm bảo an toàn cho các bé. Rồi, bây giờ hãy cùng theo chân Ngọc Phượng chúng ta sẽ lên với khu vực tầng 2 để xem là ở tầng 2 có điều gì đặc biệt nha. Và đây là không gian ở tầng 2 đây mọi người ơi. Với không gian này thì diện tích là 12m² nha. Và chủ đầu tư đang gợi ý cho chúng ta là chúng ta sẽ bố trí phòng ngủ ở đây. Đó, đặt để tủ quần áo ở đây. Đây là một cái thiết kế gợi ý cho chúng ta. Còn nếu như mà quý vị có thể là mình có hoàn toàn có thể là bố trí linh động ở cái khu vực này. Ở cái tầng 2 này đó thì do là cái thiết kế thông tầng cho nên mình cảm giác là cái đối lưu không khí rất là tốt luôn.
nó vừa đảm bảo về tính thẩm mỹ, lại vừa mang đến những cái luồng không khí tốt để chúng ta đảm bảo sức khỏe cho chính mình ha mọi người ha. Ở cái tầng 2 này đó mọi người, thì có một điều mà Ngọc Phượng cũng muốn chia sẻ, đó chính là chủ đầu tư lựa chọn là gạch giả gỗ thay vì là lót sàn gỗ như những cái phương án truyền thống khác. Bởi vì cái phương án gạch giả gỗ đó thì vừa mang đến cái sự sang trọng nè, hiện đại nè, nhưng vẫn đảm bảo được cái độ là ấm cúng khi mà chúng ta bước vào cái không gian này nếu như chúng ta bố trí đây là phòng ngủ. Lại còn vừa hạn chế được những cái việc như là ẩm mốc nè, mối mọt nè khi sử dụng về lâu về dài, giúp mình tiết kiệm lắm đó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với không gian cuối cùng trong căn duplex này, đó chính là phòng vệ sinh nha mọi người. Phòng vệ sinh của căn này thì được bố trí ngay tại khu vực tầng 1 ha. Rồi, mình bước vào đây. Được bố trí rất là gọn gàng, khoa học, hợp lý nha mọi người. Đó, và cái khu vực tắm là được tách biệt hoàn toàn, khu vực tắm đứng nha mọi người ha. Được bố trí cửa như thế này đây. Đó, thì như vậy là đảm bảo cho chúng ta là khi mà mình sử dụng nhà tắm á, khu vực toilet này rất là vệ sinh luôn, không có bị văng nước rồi ướt ra bên ngoài. Đây là khu vực bồn cầu được bố trí ở đây, và bên đây là bồn rửa nha mọi người nha. Thì ở đây toàn bộ những cái thiết bị này đều là chuẩn châu Âu cả, cho nên là đảm bảo cho chúng ta về cái độ đẹp là không nói, là không cần bàn cãi rồi, nhưng mà là còn bền nữa, sử dụng lâu dài, vừa mang tính thẩm mỹ lại vừa tiết kiệm nữa nha mọi người nha. Đó, và quan trọng, một điều quan trọng trong khu vực toilet này Ngọc Phượng cũng muốn nhấn mạnh, đó chính là chủ đầu tư trang bị hệ thống nước ấm, không chỉ ở có trong vòi sen để tắm nữa đâu, mà ngay cả vòi rửa này cũng có nữa nha. Đó, mình sử dụng là sẽ tốt cho sức khỏe của mình nè, sử dụng rất là tiện lợi, ngay cả vào những cái ngày trời lạnh nữa thì mình không cần phải lo lắng gì cả. Như vậy là hôm nay Phượng đã giới thiệu xong căn hộ duplex của dự án Phú Đông Skyway cho tất cả mọi người rồi đó. Không biết là căn hộ này đã đủ hấp dẫn mọi người chưa ha? Hãy cùng để lại bình luận ở bên dưới nè. Và hiện nay thì dự án Phú Đông Skyway cũng đã nhận đăng ký tư vấn, cho nên nếu như mà quý vị có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thể nhận được những chính sách ưu đãi, đặc biệt là tặng ngay một chỉ vàng cho khách hàng đăng ký tư vấn trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Còn bây giờ, Ngọc Phượng xin chào và hẹn gặp lại.